ngủ sớm trước. Trước 10 giờ, hai đứa bạn lớn trước 10 giờ, các bạn nhỏ thì ngủ trước 9 giờ cô đó. Không có được coi phim khuya đâu, nhớ nha. Rồi, vậy bây giờ cô có hai lớp, một lớp chúng ta sẽ học làm móng và chúng ta sẽ học về sơn móng tay, một lớp chúng ta sẽ học trang điểm. Bây giờ thì con sẽ phải chọn một trong hai lớp để theo học, được không? Rồi bây giờ bạn học cái trang điểm cho tay lên cô coi. Rồi cô chỉ chọn 8 bạn học trang điểm thôi nha. Cho tay đi con, cho tay đi cô đếm. 1, 2, 3 Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ những bạn này cho tay chúng ta đứng lên. Cô ta chọn một cặp nha, hai bạn sẽ là một cặp. Mai với xe vô một cặp đi, hai chị em vô một cặp đi. Rồi, con ngồi cái này ngồi, một bạn ngồi, một bạn đứng, bạn Mai sẽ ăn hàng, đứng sẽ là nhân viên, chứ mình sẽ đổi lại nha. Rồi, những bạn còn lại chúng ta sẽ học móng tay. Mai, Mai với xe ngồi một ghế, Mai với xe ngồi ghế, đúng rồi. Mai, đứng lên cho xe ngồi trước con. Bây giờ đến ai trang điểm trước? Chị ơi, chị mới lọc ra ngoài giùm em. Cho dạ, rồi, chị cô lọc ra ngoài giùm em để em làm. Rồi, con đứng lên đây đi, con đứng lên đây để xíu mình đổi vị trí lại nha. Rồi. Em tự làm. Con có tự làm được không? Con chỉ có qua học sinh đứng tay nha. Rồi, đứng lên rồi, học sinh đứng tay. Rồi, mấy bạn lớn qua bên đây. Rồi, mấy bạn này vui lòng xếp hàng ở phía bên ngoài giùm chị để chưa đến lượt chơi đâu em. Chơi chụp hình nhanh thì ra giùm em đi chị. Rồi, bạn Kim Quyên sẽ đứng ở phía trong nha con. Kim Quyên đứng ở phía trong em cô. Rồi, giờ con là chị đúng không? Rồi, giờ con làm trước cho em, rồi xíu em làm lại cho con nha. Để em biết nha. Rồi, con nhỏ lên đây ngồi đi con. Rồi, bây giờ nghe cô nói. Nè, Kim Quyên không có ngồi lên bàn, nghe cô nói. Bên đây có nghe cô nói không? Rồi, bạn ngồi sẽ là khách hàng. Bạn khách hàng không đụng vào mỹ phẩm, được không? Chỉ có bạn nhân viên chúng ta làm thôi, chút xíu nữa cô sẽ đổi lại thì ha. Rồi bây giờ các bạn tại KCD mà các bạn chưa lập được cho mình một tài khoản tiết kiệm thì các bạn hãy nhanh chóng đến ngân hàng để lập tài khoản và gửi tiền tiết kiệm cho mình nha. Và sau khi các bạn đã gửi tiền tiết kiệm xong thì các bạn hãy tập trung đến khu vực sân khấu dự quảng trường KCD để chúng ta tiến hành hội chụp điểm danh và sau đó chúng ta sẽ lên xe ra về nha. KCD thông báo xin mời bé Mai Thế Tâm Khoa ngay bây giờ tiến về khu vực âm thanh để gặp mẹ. Xin nhắc lại một lần nữa, xin mời bé Mai Thế Tâm Khoa ngay bây giờ tiến về khu vực âm thanh để gặp mẹ. Xin cảm ơn. KCD thông báo xin mời bé Mai Thế Tâm Khoa ngay bây giờ tiến về khu vực sân khấu âm thanh để gặp mẹ nha. Nhắc lại bé Mai Thế Tâm Khoa ngay bây giờ tiến về khu vực âm thanh sân khấu để gặp mẹ nha. Thank you.
chơi cũng mấy giờ rồi? Không, đang đang trang điểm gì tụi nó, ai biết gì tụi nó? Thì lúc vừa vào xem riêng nó đã trang điểm xong. Hello, rồi. Một này. Kissing Day thông báo cho mời bé Nguyễn Đức Anh Thư ngay bây giờ đến khu vực sân khấu 55 để gặp cô nha. Xin nhắc lại lần nữa, xin mời bé Nguyễn Đức Anh Thư ngay bây giờ đến khu vực sân khấu để gặp cô. Xin cảm ơn. Thank you.
rồi ra tụi nó rửa mặt lại hết mà. Kisty thông báo là khoảng giờ ra về của các bạn sinh viên của ngôi nhà thông thái. Anh là đây là